Nếu các bạn nhỏ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau câu chuyện mình đi. Alo, đợi xíu về việc bài cho con bù là chôn. Con có đang việc bài mà bù nữa. Đang ở đó. Đang ở môn. Từ từ. Rửa mà rượu chứ nước hả? Không, đang ngồi viết bài cho con được bù. Mới đăng bài xong luôn. Chỗ nào? Đọc địa chỉ, đọc địa chỉ. Chỗ nào, chỗ nào? Chỗ nào, vì địa chỉ khô tiếp. Địa chỉ. Thế sảy rồi. Địa chỉ mọi người tìm đi với cái bài rồi. Con nhau rồi không phải tới cái trời ơi, cứ lìa bao rồi chứ cứ làm gì. Mày cứ lìa bao rồi chụp chụp nữa 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 chụp n